Minions have spawned. Ăn farm nha. Ăn farm đó, ăn dùng quy ăn farm này. Nè em rỉa máu đó. Ok đẹp. Chọn thằng AD mày nè. Tao lượm mày nhưng mà tao lượm mày nhưng mà tao chọn thằng AD mày đấy. Kéo đi. Rồi kéo. Tao cứ nhìn thằng AD chọn thằng AD. Nhìn thằng AD chọn thằng AD. Giờ phải hai nhân. E đi ạ. À chắc hai nè. Em đang W rồi, rồi chơi đó. Rồi đặt đi. Chết tao sao được. Thôi bỏ anh ơi. Thiếu đam. Một hit nữa. Chậm quá. Ăn xe đi, mất xe chưa? An enemy has been slain. An ally has been slain. Em nó đi. Ôi. À được rồi, sao đó. Anh để W liền đi, cho em W vô người nó. Rồi, định farm nha, em về mua đồ đấy. Để anh kéo nha. Thôi lui về trụ đứng đi. Lên trang. Em mua đồ đã. Đồ hồi mana đó. Tí nữa level 6 là hang này bốc hơi mà. Sao kéo chúng vô nè. Bay vào trụ mà chúng bắn kìa. Vô nè.
Ôi. Lên bật lắc chá. Không nó ăn đi. Từ từ. Cái gì cũng phải từ từ. Sao em? Anh không... Anh cũng không nhớ. Cái rút tiền đi. Rồi, fail rồi, fail rồi, từ từ. Để 6 rồi. Anh từ từ, anh để W. Để em cho nó choáng đã. Dính mà anh mà không đủ đạn với lại quả sói là dính không đủ đạn chứ. Cho nó gần chết được rồi, giờ cái E nó cho nó gần chết được rồi. Nè. Đó. Rồi chơi nè. Nó đâu rồi ta? Đây 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 đây. Chơi lại AD đó cũng được. Rìa máu AD nó cũng được. Từ thôi. Đó, một rỉa. Rồi, nó mất kéo rồi kìa. Chết nó đi, xấu rồi kìa. Mày nè, ta chói nó. Chơi AD đó, chơi AD đó, chơi AD đó. Đi chơi đi anh. Sai rồi. Rồi, lui đi anh ơi, đánh không lại đâu, lui. Rồi. Mẹ, ơi chạy mà hắn. Ok, anh đã giết được thằng AD đó rồi. Hồi R là chơi được à? Cứ hồi R là chơi được. Let's blow this thing. À nó chết rồi đúng không? Con A nó chết rồi đúng không? À, AD nó chết rồi. Để đặt E nó luôn. Đó. Rồi, 6 rồi. Con này con. Anh cứ farm bình thường, anh farm mà đứt. Ê, support nó trên chết rồi. Đừng cho nó farm. Mày. Rồi anh ơi, em đỡ dạ. Ôi nó đi xa rồi nó nhắm. Rồi nét mà mày. Mày giết nó đi anh. Ờ, à, em giết à. Mày cái ghế đã bị quanh nó trước mình xuống.
Thôi để kiếm tiền trụ nè, mình để trụ nhanh lắm. Lẹ. Ok, kiếm tiền trụ nè. Giết được nó luôn á. Anh đặt cái là chết rồi á. Anh đặt cái là có em đặt cái là chết rồi á. Đặt. Okay. Chơi được thằng này luôn á. Đẩy lẹ đi anh, tranh thủ kiếm tiền chỗ anh. Đẩy đi. Mày gần chết rồi nha con, giờ sao? Ổn trụ không? Để phá trụ lẹ anh, phá trụ. Lấy cái trụ đầu đi. Ráng, nhanh nha. Nhanh, sắp lấy được trụ rồi đó. Cái trụ sắp bể rồi. Thôi bỏ đi. Ghê quá. Không, chưa đủ anh tí. Hết mana nữa. Hết mana rồi, bỏ đi. Chơi chắc đi. Đi. Tiếp. Đỡ nát rồi. Má giờ nó lấy cái trụ của mình đây này. Mình tính lấy cái trụ đầu, nãy anh đánh cái trụ lẹ lẹ tí đi nè. Là anh cho cái trụ bể rồi, một hit nữa là cho trụ bể rồi. Ôi bên mình ăn rồng mà ngon thế. Vừa rồi, chạy ra đây, chạy. Chết, nó nắm cái tiêu chết giờ, chạy đi, về đi. Để đứng, đứng lại bị rỉa thôi. Trời ơi, cái xa không nằm rồi. Đi lên top đi. Có anh Ti chưa? Có anh Ti kìa. Rồi thằng nào cũng chết, rồi thằng nào rồi đó. Mày ngu.
biến luôn à. Trời ơi, chết rồi. Thằng này mất tốc biến rồi, Thôi bỏ đi. Vẫn chưa tới số chết. Đợi. Anh đặt E trước, đặt E. Đặt. Mẹ nè 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 nó bắn em chết rồi. Sao đâu, để dành cái R tí chơi. Cái sai yếu thế. 20 350 700 700. Yếu kỹ. Cái R, tiếc cái R của đấy. What do you mean this doesn't look safe? Chạy đâu.
na rồi. Nó rồi, nó rồi. Tí hai anh em mình lên nón xong mỗi thằng cái đầu hồ cá là anh đéo giết được đâu. Old winner, old winner. Và mẹ nó mà giết được mình cái mà là hèn mẹ game này Aron bắt đúng gì đó. Mày luôn đi. Đứng này. Anh đặt trước nha, Đặt. Mày đặt cho cái em mày chết luôn bây giờ. Nào ngon vô đây.
Trời thấy mẹ hả? Ừ, giết được một trong hai anh em mình còn lại. Phải giết được cả hai.